Tiếp theo buổi bình luận thứ nhất về các phiên thảo luận đầu tiên của hội thảo, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phiên bình luận thứ hai về kết quả hai phiên tiếp theo của hội thảo ngày hôm nay. Phiên thứ nhất về củng cố trật tự pháp lý 5 năm qua và phiên thứ hai hãy tôn trọng sự thật, lịch sử và Biển Đông. Tôi là Nguyễn Thị Lan Anh, quyền giám đốc Viện trưởng Viện Biển Đông, và tham dự cùng tôi trong phiên bình luận ngày hôm nay có tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, có thạc sĩ Võ Ngọc Diệp, nghiên cứu viên Viện Biển Đông, và có nghiên cứu sinh Trần Hữu Duy Minh, giảng viên của Học viện Quốc tế Khoa luật của Học viện Quốc tế Học viện Ngoại giao. Xin bắt đầu được chương trình. Có lẽ ngày hôm nay thì cái phiên thảo luận về củng cố trật tự pháp lý trong 5 năm qua vẫn được tiếp nối cái truyền thống của các phiên thảo luận về pháp lý ở các chuỗi hội thảo Biển Đông của chúng ta, khi mà đây là một trong những phiên sôi động nhất trong ngày với rất nhiều những ý kiến, tranh luận, thể hiện những kết quả nghiên cứu gần đây trong 5 năm qua của các học giả trong lĩnh vực pháp lý. Và có thể nói những nghiên cứu ngày hôm nay cũng cho chúng tôi thấy rằng mặc dù là cuộc tranh luận về pháp lý thì còn có những điểm khác biệt, nhưng quan điểm chung là đều hướng tới củng cố một trật tự pháp lý theo hướng tôn trọng luật lệ hơn, tôn trọng luật lập pháp quốc tế và tôn trọng đặc biệt là Công ước Luật Biển năm 1982. Vậy thì trước hết, xin phép cho tôi được hỏi các học giả là trong phiên thảo luận ngày hôm nay thì điều mà các học giả cảm thấy tâm đắc nhất trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay về pháp lý qua các bài trình bày các học giả là gì ạ? Xin mời tiến sĩ Trần Công Trục trước ạ. Vâng, cảm ơn Lan Anh. Là một người đã từng tham dự cái cuộc hội thảo về Biển Đông từ đầu, từ năm 2009, là tham gia một số cái cuộc hội thảo tiếp theo và cũng đã từng có những bài phát biểu cũng như bình luận của cái cuộc hội thảo này. Có thể nói là tôi đánh giá rất cao về cái hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 này, và đặc biệt là cái tiêu đề của nó là nhìn lại quá khứ vì một tương lai tươi sáng. Mà đây có thể nói là một cái tiêu đề mà bao hàm cái nội dung mang tính khoa học, tính cầu thị của cái Học viện Ngoại giao trong về việc đề xuất có thể có một cái tổng kết cái thành quả mà chúng ta đã tổ chức hội thảo quốc tế này đã đạt được, và từ đó mở ra những cái hướng mới trong công tác hội thảo nghiên cứu khoa học này để phục vụ cho cuộc đấu tranh bảo vệ công lý và giải quyết được những tranh chấp bất đồng trên Biển Đông. Thì đây là cái điều mà cảm nhận thứ nhất của tôi. Còn riêng cái buổi ngày hôm nay đó, và đặc biệt là chiều hôm nay, thì có hai phiên mà tôi cho rằng cái hai phiên trong chiều hôm nay là đi thực chất vào những vấn đề về pháp luật, những cái cơ căn bản, cái cơ sở pháp lý quan trọng nhất để các quốc gia dựa vào đó để mà xác định cái phạm vi các cái vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, đặc biệt là dựa vào đó để giải quyết các cái tranh chấp bất đồng diễn ra trên biển trong tình hình này. Tất nhiên là trong hội thảo đó có rất nhiều ý kiến khác nhau, mà tôi cho điều đó rất bình thường, bởi vì là mỗi người đều có những cái quan điểm xuất phát từ của mình và vì bất kỳ một lý do nào nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với những cái tuyên bài đó hết sức thẳng thắn và khoa học, và chúng ta cũng mong rằng cái điều đó sẽ được tiếp tục trong tương lai. Và tôi hy vọng rằng với cái cách làm đó, với cái cách tiếp cận đó, tôi tin rằng trong tương lai với những cuộc hội thảo quốc tế sẽ có những bổ ích. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Công Trục. Có cái điểm, quan điểm nào đặc biệt gây chú ý cả về lĩnh vực là đó là sự phát triển của luật pháp quốc tế, hay là nó là sự nhìn lại, đúng là cái chủ đề là nhìn lại lịch sử để hướng tới tương lai tươi sáng hơn, mà chị Diệp có thể nhìn thấy từ cái phiên thảo luận về pháp lý của chúng ta chiều ngày hôm nay không ạ? Vâng, xin cảm ơn chị Lan Anh ạ. Về cái phiên chiều ngày hôm nay, nhất đặc biệt là phiên thứ ba về trật tự pháp lý ở Biển Đông trong 5 năm qua, thì tôi cảm thấy ấn tượng nhất đấy là về cái bài phát biểu của anh Nishimoto Kentaro. Anh ấy là giảng viên Đại học Luật Tohoku của Nhật Bản. Và anh Nishimoto rất thích khi mà anh ấy dùng một cái câu mà trích dẫn ở đây là UNCLOS là trung tâm của luật biển. Anh không dùng là không dùng danh từ trung tâm nhé, mà dùng từ động từ rất là center. Tức là ở đây ý nói rằng là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển nó là trung tâm của mọi cái phát triển về luật biển. Cho dù ngày nay có một số cái học giả, có một số cái quan điểm cho rằng là nói đến luật biển quốc tế thì nó đến UNCLOS, nhưng UNCLOS chưa phải là tất cả. Nhưng anh Nishimoto lại có cái quan điểm rằng là UNCLOS là trung tâm và mọi cái sự phát triển, cho dù là luật biển, cái thực tiễn quốc tế nó thay đổi như thế nào, thì UNCLOS nó vẫn là cái khung, nó vẫn là cái trung tâm để từ đó mình phát triển cái luật biển tiếp theo.
Nói đến cái vai trò trung tâm của Công ước Luật Biển thì có lẽ là cũng một cái quy định mà rất là căn bản trong Công ước Luật Biển, đấy là quy định về đường cơ sở. Thì không hiểu anh Duy Minh hôm nay có nhìn thấy cái quan điểm mới nào của các học giả trong phiên của chúng ta nói về đường cơ sở hay không? Trước hết thì có một bài phát biểu của đại biểu đến từ Hội luật quốc tế của Đài Loan liên quan đến đường cơ sở quần đảo. Thì rất là ngạc nhiên và rất là vui mừng khi thấy được rằng là quan điểm của diễn giả từ Đài Loan này rất phù hợp với phán quyết của tòa trọng tài trong vụ kiện Biển Đông năm 2016. Thì diễn giả từ Đài Loan này cho rằng là đối với quần đảo Hoàng Sa, đối với quần đảo Trường Sa thì cách thức để vẽ những đường cơ sở ở hai cái quần đảo này là đường cơ sở thông thường. Như vậy thì diễn giả Đài Loan đã không chấp nhận và bác bỏ cái quan điểm của chính phủ Trung Quốc muốn vẽ một cái đường cơ sở thẳng, muốn vẽ một cái đường cơ sở quần đảo bao trọn quần đảo Hoàng Sa, bao trọn quần đảo Trường Sa và đối xử với những quần đảo này như một đơn vị duy nhất. Thì cái cách tiếp cận của chính phủ Trung Quốc như thế thì nó không phù hợp với phán quyết và đã bị phán quyết của tòa trọng tài trong vụ kiện Biển Đông bác bỏ. Và hôm nay chúng ta nghe được một diễn giả từ Đài Loan ủng hộ cái phán quyết của tòa trọng tài, đấy là một cái tín hiệu rất tích cực. Và cũng liên quan đến tổng hợp cái thực tiễn trong quá khứ, trong 5 năm qua, thì một trong những cái thực tiễn mà chúng ta thấy nổi lên trong tình hình Biển Đông đấy là cái một số những cái hành động mà khai thác đơn phương tài nguyên dầu khí ở Biển Đông. Và đó cũng là một trong những cái chủ đề của cái bài trình bày trong phiên của chúng ta ngày hôm nay. Thì không biết là có cái quan điểm của học giả nào mà các anh chị có thể thấy là có ấn tượng liên quan đến cái mạch nhìn lại lịch sử và các hành động của các quốc gia ở Biển Đông không ạ? Tiến sĩ Trần Công Trục ạ. Vâng. Khi nói đến vấn đề các vấn đề luật pháp thì như các bạn có nói đó, có một cái điểm rất mới, tức là các học giả nhấn mạnh rất nhiều đến cách thiết lập hệ thống đường cơ sở và từ đó mới xác định phạm vi các vùng biển, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc các quyền hợp pháp của quốc gia biển. Nhưng có một điều rất mới mà tôi nghĩ rằng là có lẽ là lần này người ta có đề cập đến mặc dù chưa sâu, đó là cái việc là các cái thực thể là các cái quần đảo nằm giữa Biển Đông thì cái hiệu lực để xác định cái phạm vi vùng biển của các thực thể đó là làm sao, và liệu ngoài 12 hải lý theo cái phán quyết trọng tài đó thì ngoài đó là cái vùng gì. Mà có nhiều học giả người ta đề cập đến đấy là 2C, đó là zone, và đó là nơi chứa đựng cái tài nguyên mà các nước ngoài khu vực đều có những cái lợi ích các quyền hợp pháp của mình. Tôi nghĩ đây là một cái điều rất mới để nói rằng là như vậy đây là vấn đề không còn là những vấn đề giữa Trung Quốc và các ASEAN nữa, mà nó còn vấn đề liên quan đến những quyền lợi hợp pháp của các quốc gia ngoài khu vực, các nước như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Mỹ và các nước ngoài khu vực, họ đều có những lợi ích quyền hợp pháp ở đây và cần phải có những chia sẻ. Đấy, tôi nghĩ cái điều đó. Còn những cái chuyện mà người ta có đề cập đến những hoạt động của cái việc tàu thuyền đi lại theo những cái quy định về cái quyền đi lại, đi qua vô hại, quyền tự do hàng hải hàng không, thì hoàn toàn nó phù hợp với những điều quy định trong công ước mà tôi có lẽ người ta đã nói rất nhiều rồi. Và chúng ta cũng mong rằng tất cả những thực hiện quyền đó là phải tuân thủ đúng cái quy định của công ước về luật biển, trong đó có cái chuyện quyền đi qua lại, quyền tự do hàng hải hàng không là chúng ta cần phải lưu ý. Và đặc biệt làm sao đó cái việc thực hiện đó đừng là thực hiện với những cái hành xử mà khi nó lại làm lợi cho những yếu sắc vô lý. Đấy là câu chuyện. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ. Thế thì cũng trong cái mạch là làm rõ về quy chế pháp lý của các thực thể trên Biển Đông, các vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa, thì có lẽ là trong phiên thảo luận chiều nay của chúng ta, các học giả cũng đã đề cập đến các hành vi mà thực hiện liên quan đến tài nguyên ở trên Biển Đông. Và xin mời chị Diệp có thể chia sẻ thêm cái ý tưởng, quan điểm của chị về cái kết quả của thảo luận chiều nay liên quan đến cái lĩnh vực đó. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị Lan Anh ạ. Thì trong cái phiên buổi chiều nay thì tiến sĩ Jay Batombakan của Đại học Philippines cũng đã đề cập đến một cái gọi là một cái vấn đề mà khá là nóng hổi hoặc là được sự quan tâm trong thời gian vừa qua, đấy là hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của các quốc gia ven biển.
và tiến sĩ Jay Vatambakan cũng đã trích dẫn lại những cái phần trong phán quyết, những cái nội dung của phán quyết, khi cho rằng là cái phán quyết nó có giá trị rất là quan trọng khi mà nó bảo vệ được cái vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các quốc gia ven biển, và nó khẳng định rằng là ở Biển Đông là không còn có cái gì gọi là chồng lấn giữa vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia ven biển với cả vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được tạo ra được thực thể ở Trường Sa. Đấy là một cái tôi cho rằng là một cái gọi là kết luận của tòa rất là quan trọng, và nó có ý nghĩa tất cả các quốc gia. Vậy như vậy rằng có nghĩa là mọi hoạt động khai thác dầu khí cũng như là hợp tác khai thác dầu khí trong cái vùng biển này, trong những cái tại sao chúng ta lại có vùng thềm lục địa, nó lại sao lại là 200 hay 350 hải lý, chị Lan Anh cũng rất là biết rõ đúng không ạ, vì nó là cái giới hạn để là có dầu mỏ. Từ ngoài đấy trở ra rồi thì người ta sẽ không khai thác dầu khí nữa, người ta sẽ khai thác những cái thứ khác về gọi là deep sea mining. Thế thì cái phán quyết của vụ kiện trọng tài Biển Đông ấy, nó đã rất là quan trọng là gì, là nó khiến cho mọi cái hoạt động hợp tác về khai thác dầu khí ở Biển Đông nó sẽ phải theo những cái quy định của công ước luật biển đối với những cái quyền lợi dành cho quốc gia ven biển mà công ước luật biển đã quy định. Vậy thì mình sẽ không thể nói là những cái joint development cái chung chung được, mình sẽ phải joint development có cái luật pháp điều chỉnh, đấy là luật của quốc gia cũng như là luật pháp quốc tế. Chị Diệp thì vừa có đề cập đến phán quyết của tòa trọng tài năm 2016, có lẽ là trong phiên thảo luận vừa rồi chắc hẳn là các học giả cũng có đề cập đến giá trị của phán quyết, hay là cái quan điểm của một số quốc gia, hay là cái bước phát triển tiếp theo về quan điểm của một số quốc gia trong và ngoài khu vực liên quan đến phán quyết, có phải không ạ? Xin mời anh Duy Minh ạ. Năm 2021 này là một năm đặc biệt, bởi vì đây là năm chúng ta kỷ niệm 5 năm tòa trọng tài trong vụ kiện Biển Đông ra phán quyết. Đây là một phán quyết rất là quan trọng trong lĩnh vực luật biển quốc tế nói chung, chứ không chỉ liên quan đến Biển Đông. Và trong cái phiên thảo luận về luật pháp quốc tế chiều nay thì chúng ta thấy được rằng là cái phán quyết có thể gọi là trung tâm của mọi thảo luận, và các diễn giả đều xoay quanh cái phán quyết này. Nhìn chung chúng ta sẽ thấy được một sự khác nhau là hầu hết các diễn giả từ những quốc gia khác bên ngoài Trung Quốc đều rất ủng hộ đối với phán quyết, và trên thực tế thì không chỉ là các học giả mà cả các quốc gia cũng rất ủng hộ. Và ít nhất có hai diễn giả trong phiên đã trích ra hàng loạt các công hàm của các quốc gia để thể hiện được rằng là phán quyết bây giờ đã trở thành một cái điểm gọi là reference point, một điểm quy chiếu mà các quốc gia khi đề cập đến vấn đề Biển Đông, khi đề cập đến vấn đề lục biển quốc tế thì họ phải nhìn vào, họ phải dẫn đến phán quyết. Đây là một cái sự phát triển rất lớn. Còn về phía diễn giả từ Viện Nghiên cứu Biển Đông của Trung Quốc thì quan điểm của họ thì không có vẻ gì là khác biệt so với lúc trước. Mặc dù rằng là như thế, nhưng chúng ta cũng biết được rằng là họ vẫn quan tâm đến phán quyết. Phán quyết vẫn là một cái gì đấy mà họ sẽ phải đối mặt, họ phải có câu trả lời thích đáng trong thời gian tiếp theo. Vâng, ngoài các vấn đề pháp lý thì cùng với chủ đề chung của hội thảo năm nay là nhìn lại quá khứ vì một tương lai tươi sáng hơn, lần đầu tiên ban tổ chức đã mạnh dạn đưa chủ đề lịch sử vào thảo luận tại phiên số 4 của hội thảo. Và đây cũng là một phiên rất là thú vị bên cạnh những thảo luận về vấn đề pháp lý. Tôi cũng xin mời tiến sĩ Trần Công Sục chia sẻ cái điểm mà ông cảm thấy ấn tượng nhất từ phiên lịch sử ạ. Vâng, về cái phiên gọi là lịch sử đó, tức là có liên quan đến quyền tụ đắc lãnh thổ đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đúng không? Tôi cho rằng đây là một cái nội dung có thể nói là khá mà các học giả bàn rất sâu, khá sâu. Và tôi nghĩ rằng là trong những học giả nêu đó cũng có những ý kiến khác nhau tí. Nhưng tôi tâm đắc nhất là cái ý kiến của bà Monique Semirandro của Pháp, ấy, một luật sư nổi tiếng. Bà ta còn nói rất là nhiều đến cái nguyên tắc pháp lý của cái việc mà chứng minh chủ quyền của các quốc gia đối với hai quần đảo này như thế nào. Đấy là cái nguyên tắc chiếm hữu thật sự, tức là phải với tư cách nhà nước. Và cái nhà nước đó phải thực hiện chiếm hữu đó một cách thật sự, liên tục và hòa bình. Và như vậy thì còn lại là tất cả những cái chứng cứ có ý nghĩa về lịch sử đó, về cái việc có mặt của các người dân, ngư dân lên các khu vực đấy thì đã có tồn tại đó. Nhưng cái điều đó không mang lại giá trị pháp lý, mà phải là các chứng cứ lịch sử có giá trị pháp lý. Đấy là cái điều mà tôi tâm đắc nhất, và có lẽ cái hướng này mới là chính là chúng ta lý đúng cái kênh của cái vấn đề sử dụng luật pháp quốc tế. Mà tôi xin nói thêm rằng là đây là một cái chủ đề mà có vẻ là nó không phải liên quan gì đến công ước luật biển. Vì cái vấn đề chứng minh quyền thụ đắc lãnh thổ theo nguyên tắc của công pháp luật pháp quốc tế, đấy là nguyên tắc thụ đắc lãnh thổ. Còn vấn đề công ước luật biển giải quyết tranh chấp là tranh chấp về quyền giải thích áp dụng công ước.
Và trong cái việc mà xác định cả phạm vi vùng biển với tất cả những cái điều kiện tự nhiên đấy, cho nên là có lẽ là phân biệt hai cái điều đó để chúng ta có những định hướng trong nghiên cứu trong tương lai. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng, và cái vấn đề này tôi thấy là lần này các học giả bàn rất sâu và ngoài sức tưởng tượng của tôi, phải nói là như vậy. Và đấy mới là cái xu hướng rất đúng mà chúng ta cần phải tiếp tục nó. Cảm ơn tiến sĩ. Xin mời chị Diệp chia sẻ thêm, có cái điểm nào mà chị cho rằng đây là cái phát hiện mới hay là cái kết quả nghiên cứu mới về lịch sử liên quan đến ý nghĩa về các vấn đề tại Biển Đông trong thời gian qua, trong chia sẻ của các học giả trong phiên lịch sử chiều nay ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn chị Lan Anh ạ. Quan điểm của tôi thì tôi cảm thấy rất là ấn tượng với bài phát biểu của anh Vũ Hải Đăng của Viện Nghiên cứu Luật Quốc tế của Đại học Quốc gia Singapore. Thì trong bài của anh Vũ Hải Đăng, anh ấy đã gọi là có một số những cái chia sẻ những cái kết quả nghiên cứu của anh ấy trong một số những về cái tư liệu lịch sử, ví dụ như là đặc biệt là anh có những cái bình luận rất là hay về ý nghĩa tác động của hội nghị San Francisco đối với cái vấn đề chủ quyền của Việt Nam. Và tôi rất ấn tượng khi anh nói rằng là không có impact, cái ý nghĩa hội nghị đấy không có cái impact cụ thể đến chủ quyền của Việt Nam, bởi vì Việt Nam đã có chủ quyền rồi. Từ chủ quyền của Việt Nam đã tồn tại từ trước đấy rồi, chúng ta không cần ai đó cho chúng ta hay là trao cho cái chủ quyền đấy, mà chủ quyền đã tồn tại rồi. Và đấy cũng là một cái nhìn rất là hay, bởi vì chúng ta sẽ gặp ở đâu đó những cái lập luận về chủ quyền của Việt Nam dựa trên những cái văn kiện đấy, nhưng mà đôi khi mình phải nhìn lại xem là ý nghĩa của nó thực sự đến đâu. Và nhân đây tôi thêm một chút là qua cái bài trình bày của anh Hải Đăng cũng rất là nhiều cái nội dung khác, ví dụ như là về những cái ghi chép của thiền sư Thích Đại Xá hay gọi là Thạch Liễm, rồi thì hội nghị San Francisco mà góc nhìn mới như vậy, thì tôi mới nghĩ rằng là trước đây tôi rất là tâm đắc với cả anh Phạm Hoàng Quân, một cái nhà nghiên cứu về lịch sử Biển Đông. Anh Phạm Hoàng Quân đã nói rằng là trong cái việc mà tập hợp lịch sử từ bằng chứng tư liệu ấy, thì đôi khi chúng ta nên bình tĩnh một chút, chưa lên khung thì chưa biết một cái bằng chứng nó sẽ quan trọng đến mức độ nào. Thì đôi khi mình tìm được một tài liệu này, đôi khi mình tìm được một sự kiện kia, và chúng ta sẽ rất là vui mừng về những cái phát hiện mới đấy. Tuy nhiên là chưa lên khung thì cũng chưa biết nó sẽ như thế nào, vậy nó đòi hỏi một cái quá trình nghiên cứu sâu sắc hơn nữa để mình có thể là đặt xếp tất cả những cái bằng chứng đấy nó vào những cái khung khổ cho cái sự phân tích của mình để chứng minh chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa và Trường Sa. Cảm ơn chị Diệp. Thế còn quan điểm của anh Minh ạ? Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh. Thì phim về lịch sử là một phim rất là thú vị, bởi vì nó nhìn vào rất sâu vào bên trong những cái bằng chứng, và chúng ta thấy toát lên một cái điều gì, toát lên một vấn đề là vấn đề bằng chứng là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt quan trọng. Chúng ta bàn nhiều về luật pháp quốc tế, chúng ta bàn nhiều về quy định, nhưng câu hiện giờ chúng ta cần tập trung đó là vấn đề bằng chứng. Và có thể trong hướng nghiên cứu tiếp theo là chúng ta cần phải nghiên cứu về các tiêu chuẩn để xác định một bằng chứng mà có thể mang ra trước một cái cơ quan tài phán quốc tế và có thể được chấp nhận. Còn một điểm thứ hai từ cái phiên lịch sử, đấy là có vẻ như là thế giới ở một cái mức độ nào đấy đang có một hiểu lầm nghiêm trọng về mặt bằng chứng đối với chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng ta thấy là có một diễn giả trích dẫn những cái bài báo của những người khá nổi tiếng và trên những cái tài liệu khá là chất lượng, nhưng lại diễn giải sai và trích dẫn sai những cái bằng chứng mà bất lợi cho Việt Nam. Do đó trong thời gian tới chúng ta có thể chúng ta cần phải làm tốt hơn công tác tuyên truyền để thế giới hiểu hơn được rằng là chúng ta có bằng chứng, và bằng chứng đấy là bằng chứng xác thực về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Thưa các quý vị đại biểu, qua hai phiên thảo luận chiều nay về luật pháp và về lịch sử, chúng tôi cũng ghi nhận được những ý kiến khác biệt của các học giả Trung Quốc về một số những quan điểm pháp lý khác nhau cũng như là diễn giải về lịch sử. Tuy nhiên, như tiến sĩ Trần Công Trục có chia sẻ, cái sự khác biệt đó là bình thường, và điều quan trọng nhất là tiếng nói chung từ các học giả trong hội thảo ngày hôm nay đều ghi nhận cái tầm quan trọng của luật pháp quốc tế nói chung, Công ước Luật Biển năm 1982 và sự tôn trọng giải thích lịch sử một cách khách quan với vấn đề Biển Đông để giải quyết Biển Đông trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình bình luận của chúng tôi. Xin mời quý vị trở lại với chúng tôi vào ngày thứ hai. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về ASEAN, về Quad, về kết nối tuyến đường hàng hải trên biển và về ứng dụng khoa học công nghệ viễn thám để giải quyết những vấn đề Biển Đông trong tương lai. Xin cảm ơn ạ.